Đình Quang Thái kính chào quý khán giả của VTV. Sau đây là một điểm tin sáng thứ hai ngày 11 tháng 7 năm 2016. Hội nghị thượng đỉnh Liên minh các Đại tây dương NATO đã chấm dứt tại thủ đô Warsaw so của Ba Lan và phát biểu sau khi hội nghị chấm dứt, Tổng thống Barack Obama nói rằng Liên minh Âu Châu Âu lúc nào cũng có thể tin cậy vào Hoa Kỳ ông nhấn mạnh rằng trong tình hình hiện nay mà nga dùng vũ lực để sát nhập Crimea đó thì cái việc liên hiệp giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu là một cái điều hết sức là cần thiết à, tại Warsaw um, thì lần này NATO đã thống nhất được quan điểm chiến lược uh, đối với nước Nga. cả 28 lãnh đạo các quốc gia thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO đã quyết định uh, điều động 4 tiểu đoàn tức khoảng 4.000 quân nhân tại vùng uh, uh, Baltic và Ba Lan, đây là một thách thức lớn nhất đối với nước Nga kể từ khi chiến tranh lạnh chấm dứt. Uh, tuy nhiên trong suốt hội nghị thì lãnh đạo các quốc gia NATO đều xác nhận rằng mong muốn đối thoại với ông Vladimir Putin tức là lãnh đạo của nước Nga và cho rằng Nga không phải là mối đe dọa trước mắt. Tổng thư ký NATO là ông Jens Stoltenberg khẳng định rằng uh, luôn luôn có sự đoàn kết trong Liên minh NATO. Về phía Tổng thống Pháp thì ông François Hollande tỏ vẻ quan ngại về tình hình chính trị của nước Mỹ sau cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới đây. Mặc dù không nói ra nhưng mà hàm ý của ông cho thấy rằng ông lo ngại trước lời phát biểu của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và những lời hứa mỹ dân của ông Donald Trump. Trong khi đó thì Thủ tướng Anh sắp từ chức là ông David Cameron tái khẳng định sự gắn bó của liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO mặc dù nước Anh đã bỏ phiếu tách ra khỏi liên minh uh, liên hiệp Âu Châu, tổng thống Barack Obama sẽ cắt ngắn cái chuyến đi Ba Lan đáng nghe ông ở lại thêm một ngày nhưng mà ông sẽ có mặt tại thành phố Dallas của Texas vào sáng ngày mai tính theo giờ tại địa phương theo lời uh, kêu gọi của thị trường thành phố Dallas là ông Mike Rawlings, Tổng thống Barack Obama muốn đến tận nơi cái hiện trường xảy ra cái vụ mà năm người cảnh sát đã bị một người da đen bắn chết và 11 người cảnh sát khác bị thương. Trong cái đêm thứ năm vừa qua khi đoàn người biểu tình tập trung ôn hòa và bị uh, một người da đen dùng súng uh, bắn tỉa uh, chết năm cảnh sát. Lực lượng cảnh sát đã phải dùng chất nổ gắn vào một cái um, robot tức là một người máy để phá tung cái khu vực ẩn nấu của cái người bắn um, um, xẻ này. Tin cảnh sát cho biết rằng đây là một hành động đơn lẻ một mình xuất phát từ cái hành động thù hận người cảnh sát da trắng, bởi vì nghĩ rằng cảnh sát da trắng đã gây ra bạo động giết người trong thời gian vừa qua tại Louisiana và tại Minnesota. Tổng thống Barack Obama trong suốt thời gian có mặt tại Ba Lan, ông đã phát biểu tối thiểu là hai lần liên quan đến tình hình cảnh sát và dân chúng tại nước Mỹ ông đã kết án những kẻ gây ra cái chết của những người cảnh sát và ông nói rằng mọi người phải chịu khó lắng nghe lẫn nhau thì từ đó mới có thể huy động được toàn lực của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ nhằm mục đích có một sự thay đổi toàn diện những cái gì đang xảy ra tại nước Mỹ. Cũng liên quan đến vụ bắn của cảnh sát tại nước Mỹ thì thưa quý vị Bộ Ngoại giao của Bahamas tức là một quốc gia mà đa số là người da đen vừa mới đưa ra lời cảnh báo công dân của mình là khi mà đến Hoa Kỳ thăm viếng hoặc đi làm việc phải hết sức cẩn thận nhất là tại những thành phố mà vừa mới xảy ra cái vụ cảnh sát bạo động khiến cho người dân Mỹ bị thiệt mạng. Bộ Ngoại giao của Bahamas nói rằng đặc biệt là những người trẻ của đất nước Bahamas khi đi qua Mỹ phải tránh hết sức là không cãi nhau với cảnh sát, không đối đầu với cảnh sát và phải tỏ thái độ hợp tác để tránh những điều có thể đáng tiếc xảy ra. Lời cảnh báo này của Bộ Ngoại giao Bahamas được đưa ra trong bối cảnh sẽ có rất nhiều dân chúng xứ này đến thăm Hoa Kỳ trong lễ độc lập của Bahamas. Về tình hình Biển Đông thì ngày mai thì quý khán giả 12 tháng 7, Tòa án trọng tài Thường trực Quốc tế có trụ sở tại La Hay sẽ công bố các phán quyết liên quan đến hồ sơ mà Philippines kiện Trung Quốc với cái thái độ mà Trung Quốc ngang ngược áp dụng cái đường lưới bò À, bao quanh một số các quốc gia đông nam á trong đó có philippines và việt nam sáng hôm nay thì một số nhật báo tại á châu trong đó có tờ philippines inquirer và tờ straight times xuất hạ bản tại singapore đều loan tin rằng thủ tướng nhật bản ông shinzo abe đang hết sức vận động nỗ lực chạy marathon tức là chạy nước rút đó, để có thể đạt được một sự đồng thuận với sáu quốc gia còn lại trong khối g 7 tức là bảy cường quốc có nền kinh tế và kỹ nghệ mạnh nhất trên thế giới hiện nay để khối G7 có thể đưa ra một cái bản tuyên cáo chung liên quan đến phán quyết của tòa án La Hay về vụ kiện của Philippines đối với uh, Trung Quốc. Chúng ta biết là Trung Quốc với lại là Nhật Bản hiện nay đang đối đầu với nhau tại quần đảo Senkaku theo tiếng gọi của Nhật người Nhật và các gọi người Trung Quốc gọi là điếu ngư đài. Nhiều nguồn tin tại Singapore và tại các Philippines cho biết là nhóm G7 rất có thể sẽ đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh tôn trọng phán quyết của tòa án quốc tế. Bắc Kinh phải tuân thủ luật pháp và các chuẩn mực quốc tế trong việc giải quyết các tranh chấp tại khu vực Biển Đông. Cho đến giờ phút này, thì giới lãnh đạo Bắc Kinh vẫn giữ thái độ ngoan cố nói rằng không công nhận thẩm quyền của tòa án quốc tế trong vụ kiện của Philippines. Và Bắc Kinh đã thông báo trước là sẽ không công nhận phán quyết của tòa án này. Tuy nhiên giới nhận định tình hình cho rằng phán quyết của tòa án chắc chắn sẽ gây bất lợi cho Trung Quốc về mặt ngoại giao. Thưa quý vị, lại thêm một tàu đánh cá nữa của Việt Nam bị tàu của tàu Trung Quốc đâm chìm ngoài khơi của đảo Hoàng Sa, tức là cách đảo Hoàng Sa khoảng 35 hải lý. Đây là một con tàu của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã bị đâm vào hôm mùng 9 tây tháng 7 vừa qua, Phó Chủ tịch của Ủy ban xã Bình Châu là ông Phùng Bá Vương nói rằng sự việc đâm tàu của Việt Nam như vậy xảy ra liên tục trong 6 tháng gần đây và đã có 6-7 trường hợp đã bị tàu của Trung Quốc đâm và bị xua đuổi cắt lưới và ngư dân đã bị lấy tất cả mọi ngư cụ. Báo chí của nhà nước Cộng sản Việt Nam cho tới phút này vẫn chưa dám thẳng thắn chỉ mặt vạch mặt chỉ tên cái đám tàu của tàu cộng đó mà chỉ dám nói đến tàu lạ hoặc là tàu nước ngoài mà thôi. Điều đó cho thấy là cái sự khiếp nhược của giới lãnh đạo Hà Nội đối với um, chế độ cộng sản Bắc Kinh. Uh, thưa quý vị, um, chiếc tàu đã bị chìm mà chỉ còn có phần mũi nhô lên trên mặt nước thôi và năm ngư dân đã bị nạn phải bám vào mũi tàu kêu cứu, cứu nhưng mà lúc đó có hai chiếc tàu của tàu trung cộng chạy chung quanh cho nên không có tàu nào dám đến cứu tàu gặp nạn của Việt Nam cả mãi tới 8 giờ tối ngày 9 tháng 7 sau khi tàu của Trung Quốc đã chạy đi rồi thì lúc đó các tàu của ngư dân Việt Nam mới đến cứu 5 ngư dân trong tình trạng kiệt sức ở ngoài biển. Báo chí tại Việt Nam tuần lễ vừa qua đã đăng một loạt bài viết nhằm cảnh báo một cái tệ trạng hiện nay đang xảy ra cho nền du lịch Việt Nam và có thể sẽ làm suy sụp nền du lịch Việt Nam đó là tình trạng uh, du khách tàu đổ đến việt nam ăn chơi càng ngày càng nhiều tờ tuổi trẻ nhấn mạnh rằng du khách của tàu đang tác động tiêu cực đến môi trường du lịch của việt nam trong khi nguồn thu nhập do cái đám tàu đem lại thì không được bao nhiêu cả bởi vì du khách tàu thì rất bùn xìn rất là câu có ồn ào khạc nhổ xuống dưới đất vào tiệm ăn để nghênh ngang thậm chí cởi trần và không xem ai ra gì cả tờ báo lao động thì đã dẫn ra một loạt nhân chứng và bằng chứng nhằm chứng tỏ rằng du khách của tàu đến Việt Nam thì du khách của các nước tây phương bỏ đi bởi vì du khách của tàu tràn vào các tỉnh miền Trung Việt Nam không chỉ khiến cho người Việt Nam bực mình vì liên tục phải chứng kiến một đám người ngây ngang thường xuyên gây ồn ào hành hành xử thiếu văn minh khạc nhổ xả rác khắp nơi mà còn làm cho giới chủ nhân các cơ sở thương mại dịch vụ ngao ngán vì hết du khách tàu hết sức bình tiện xài rất ít mà phá rất mạnh đó là chữ của tờ, tờ người lao động chưa kể còn khiến du khách các quốc gia khác phải giạt hẳn không muốn ở lại nữa thưa quý vị hiện nay thì chủ các cơ sở thương mại dịch vụ nhiều tỉnh đặc biệt là các tỉnh miền Trung đã yêu cầu rằng báo giới phải lên tiếng về vấn đề này và yêu cầu chính quyền phải sớm có giải pháp thích hợp nhiều viên chức chính quyền cũng không giấu giếm ác cảm và lo ngại đối với du khách của tàu thưa quý vị du khách của tàu không những là một thảm họa cho việt nam và nhiều quốc gia á châu mà còn là một nỗi bực bội cho dân chúng âu châu thí dụ thậm chí về phía trung quốc đã phải đưa ra một cái bản hướng dẫn là du khách tàu khi đi qua các nước khác đi du lịch phải chứng tỏ rằng có một chút là giáo dục một chút văn hóa một chút văn minh nhưng mà mới đây thì báo chí bên đức có loan một cái tin là một cái đoàn du khách của đám tàu khi mà đi đến một cái khu nghỉ ngơi tức là rest area tại thành phố Frankfurt của nước Đức chỉ nhằm mục đích tiết kiệm có 70 sen thôi mà cái đám này cả một cái đoàn du khách của tàu đã không vào nhà vệ sinh công cộng mà đồng loạt uh, lột quần ra để mà đi tiểu tiện ngay bên cạnh xa lộ đó là một hình ảnh tiêu biểu cho cái văn hóa của tàu dưới chế độ cộng sản hiện nay và thưa quý vị, liên quan đến làn sóng của người tị nạn vượt biên vào các quốc gia Âu Châu thì sáng ngày hôm qua ngay tại một cái trạm xe lửa bên Thụy Sĩ những người hành khách chố mắt ngạc nhiên bởi vì có một cái chiếc vali khi rớt ra khỏi cái cái đường lai mà nó chạy chở vali từ trong lòng máy bay ra cho hành khách thì có một thanh niên 21 tuổi cao khoảng độ 6 feet, tức là cao lắm, tức là trên một thước 8 đã unzip tức là tự động mở cái cái khóa của cái vali và chun ra ngoài À, anh này đã bị cảnh sát bắt giữ và bị trục xuất về Italy. Đây cũng là một trong những cái phương cách mà dân tị nạn tại các quốc gia đang có chiến tranh tìm cách vào Âu Châu. À, thưa quý vị, tính trong năm 2016 cho tới ngày hôm nay thôi là mới 7 tháng đầu năm thì đã có tới 220.000 người tị nạn muốn tìm cách vào Âu Châu mà đa số là những người đi từ các quốc gia Syria và những cái vùng mà có chiến trận tại Trung Đông. Và để có thể đạt được cái mục tiêu là đến được Âu Châu thì hầu hết những người này đã đi bằng thuyền bè. Và thống kê cho tới phút này chưa biết là trong vòng 7 tháng vừa qua thì đã có 3.000 người bị thiệt mạng trên đường biển khi mà muốn tìm đến Âu Châu. Và cuối cùng là tin liên quan đến một người Mỹ rất là may mắn sống tại um, tiểu bang Indiana. Đã trúng cái vé số um, độc đắc hôm uh, thứ sáu vừa qua là Mega Millions trị giá lên tới 540 triệu Mỹ Kim Mega Millions được bán từ 43 tiểu bang của nước Mỹ trong đó kể cả thêm là District of Columbia tức là Washington DC và lãnh thổ Virgin Island à, Số chúng hôm vừa rồi là số 8, 19, 20, 55, 73 với số Mega là số 5 Không biết sẽ làm gì với số tiền 540 triệu Mỹ Kim trời ạ à, thống kê thấy rằng rất nhiều người Chúng sẽ độc đắc mà không biết cách tiêu xài cho bớt những cơ quan thiện nguyện để giúp những người bất hạnh trên thế giới. Thì thường thường sau đó cũng rơi vào bài bạc hút sách và nhiều thứ khác. Và có những người thậm chí đã khai phá sản, rơi vào hoàn cảnh không nhà không cửa. Mặc dù đã từng nắm trong tay cái số chúng lên tới hàng trăm triệu Mỹ Kim. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai.